Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiều cá nhân tổ chức, mạnh thường quân trên địa bàn thành phố Tam Điệp đã quyên góp ủng hộ tiền và hàng hóa giúp đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn do thiên tai, lũ lụt. Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố 11 phường Bắc Sơn thành phố Tam Điệp đã nhận được sự ủng hộ của các tiểu thương chợ Đồng Dao, Phật tử chùa Trung Sơn và nhiều tấm lòng hảo tâm với trên 4 tấn gạo, 700 thùng mì tôm, 20 bao quần áo, trên 400 đôi giày dép và nhiều đồ dùng khác như thuốc chữa bệnh, nước uống, sách vở. Chuyến xe nghĩa tình mang theo nhiều hàng hóa và tình cảm của người dân thành phố Tam Điệp gửi đến cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam để giúp họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.